Công Thành Danh Toại Phú Quý Trường Xuân. Mời mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm Bình Tỏi Công Danh Phú Quý. Tác phẩm lấy bối cảnh là hình ảnh một cặp chim công là chủ đạo, kết hợp với những loại chim quý như là chim hạc và chim chỉ đang sum vầy bên nhau, bên cạnh những bông hoa đang khoe sắc thắm. Toàn bộ họa tiết trên tác phẩm đều được vẽ thủ công bằng tay bởi những đôi bàn tay của những người nghệ nhân Bát Tràng Việt Nam. Kích thước của tác phẩm chiều cao là 80 cm và đường kính bụng là 52 cm.